đất nước Việt Nam đi qua hơn 4.000 năm lịch sử. Đó là 4 thiên niên kỷ ấp ủ để bọc trăm trứng Âu Cơ nở ra thành trăm triệu đồng bào. Đó cũng là trường ca của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, bất khuất. Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm, có nội thù thì vùng lên đánh bại. Hàng ngàn năm dựng xây, gìn giữ và phát triển đất nước để đổi lại ngày hôm nay, Đảng và nhân dân ta với tất cả lòng khiêm tốn có thể tự hào về một Việt Nam. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Việt vẫn là nằm trong mỗi con người. Chiều sâu của văn hóa là đạo đức. Nếu như mà không có văn hóa thì không có cái bộ mặt Việt Nam hôm nay. Hàng ngàn năm, văn hóa đi trước mở đường cho nhân dân ta làm nên đất nước. Giống như Bác Hồ đã khẳng định, văn hóa soi đường, quốc dân đi. Câu chuyện của văn hóa Việt Nam cũng chính là câu chuyện của nhân dân và đất nước Việt Nam. Bàn về văn hóa, thế giới có tới hơn 200 định nghĩa khác nhau. Nổi bật trong đó là những di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại. Ở mỗi thời đại khác nhau và với mỗi người khác nhau, văn hóa lại được hiểu theo một cách riêng. Cuối cùng là thuộc về phẩm chất tinh thần con người, những cái gì bên trong con người, thậm chí mắt thường không nhìn thấy được. Văn hóa là tinh hoa của đạo đức con người, đạo đức dòng họ, đạo đức quê hương và đạo đức của đất nước. Văn hóa là ứng xử giữa một cái chung nhất là con người với con người. Và dù hiện diện trong hình dạng nào, góc tiếp cận nào, thì yếu tố con người vẫn là thứ neo người ta lại trong những ý niệm rộng dài của văn hóa. Giữa thế giới bao la, con người sống và ứng xử với thiên nhiên, hoạt động trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, đến khoa giáo, nghệ thuật, giải trí. Giá trị được tạo ra từ những tư duy và hành động đó của con người đều là văn hóa. Văn hóa nó là kết tinh của tất cả những cái gì truyền thống cộng với lại sự tiếp thu những cái mới hiện nay. Không có văn hóa thì không có cái bộ mặt Việt Nam hôm nay. Bởi vì phải thông qua văn hóa hàng nghìn năm như thế rồi mới có tạo hình ra một cái khuôn mặt của dân tộc như vậy, mới có những chiến thắng của các thời đại lịch sử nó như thế, mới có con người Việt Nam hôm nay mặc dù còn nghèo nhưng mà vẫn là một con người Việt Nam có tư chất và được người ta kính trọng. Văn hóa góp phần rất lớn cho cái việc định hình xã hội, định hình con người của chúng ta. Ngay từ thuở hồng hoang, nền văn hóa sống chảy trong huyết mạch của mỗi con người mà làm ra nhân dân, làm ra đất nước. Văn hóa có những giá trị cốt lõi đã trở thành bản sắc đặc trưng của người Việt. Với sứ mệnh của mình, trong mỗi giai đoạn lịch sử, năm thành tố, văn hóa gia đình, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở và đạo đức công vụ, văn hóa nghệ thuật, di sản vật thể và phi vật thể lại có những cách khác nhau để thể hiện vai trò trụ đỡ tinh thần, gánh vác trên mình trọng trách xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước. 1.000 năm chúng ta bị Bắc thuộc, các thế lực xâm lược họ lấy hết sách sử của chúng ta, họ không cho chúng ta học sử để không biết dân tộc mình đi lên từ đâu, bắt đầu từ đâu. Nhưng mà nó rất là 1.000 năm người Việt Nam vẫn dùng tiếng Việt. Thời mình ấy, đó chính là sức mạnh diệu kỳ của văn hóa. Bởi người nắm giữ lời giải cho câu hỏi này không phải bất kỳ một học giả uyên bác, một chuyên gia văn hóa, xã hội, lịch sử nào. Họ chính là những nhân dân cần lao, những con người có thể còn chưa biết đọc, biết viết,
những con người nhiều khi còn chưa từng thấy hình dạng của những cuốn sách lịch sử trông như thế nào. Như bác Hồ nói là dân ta phải thuộc sử nước ta, nó tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Chúng ta không có sách, chúng ta không được học. Nhưng trong từng gia đình, ông bà, cha mẹ đều giáo dục con cái về lịch sử của dân tộc. Bố mẹ ông cha tôi thì hầu như là không biết chữ. Thế chỉ có là truyền miệng lại cho nhau, truyền miệng lại cho đến chúng tôi nói lại cho các cháu nghe được. Thực tế đã chứng minh, văn hóa và con người đã là một từ khi sinh ra, mà giáo dục chính là cái nôi để mọi đứa trẻ lớn lên trong đó. Được nuôi dưỡng, được hun đúc, tôi rèn trong đó cũng chính là cách mà văn hóa sống và trưởng thành. Không có những câu chuyện về hùng vương dựng nước, không có những câu ca dao tục ngữ về uống nước nhớ nguồn, thì chúng ta không thể hình thành nên một cái tinh thần, một cái ý thức về quốc gia dân tộc được. Đất nước mình mà hình thành như thế này là bằng một cái quá trình sáng tạo không ngừng về mặt văn hóa của nhân dân, các dân tộc trên một cái dải giang sơn như thế này, thì họ làm ra văn hóa, họ làm ra đất nước. Đó phải là nó đáng xem với nhau. Cứ như thế, văn hóa lớn lên trong nhân dân, cùng nhân dân làm ra đất nước. Văn hóa, nhân dân, đất nước một cách tự nhiên trở nên hòa quyện, đan xen vào nhau trong quá trình vận động và tiếp biến không ngừng của mình. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của những cuộc chiến chống ngoại xâm đằng đẵng suốt chiều dài 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Người Việt Nam có thể kiên cường đi qua những thời kỳ đen tối của đêm trường nô lệ nghìn năm Bắc thuộc, hay cả trăm năm Pháp Mỹ đô hộ xâm lăng, cũng là nhờ văn hóa. Cho nên chúng ta mất nước như nhà không tan. Mà nhà không tan chính là cái văn hóa gia đình còn mãi. Bác Hồ nói rồi, gia đình tốt thì xã hội mới tốt được. Văn hóa gia đình phải coi là nền tảng của xã hội. Mọi sự tốt đẹp của dân tộc mình, của đất nước mình, mà của loài người luôn luôn bắt đầu từ gia đình. Thực tế đã chứng minh, từng con người, từng gia đình Việt Nam trong mọi hoạt động sống từ thường ngày đến những sự kiện, dấu mốc quan trọng của đất nước. Văn hóa thể hiện sức mạnh tiềm tàng từ những giá trị tinh túy nhất của mình, là tinh thần đoàn kết, là lòng yêu nước nồng nàn, là ý thức về chủ quyền quốc gia và tự tôn dân tộc. Chính nhờ các cái tinh thần yêu nước, của cái ý thức về quốc gia dân tộc, cái tinh thần đoàn kết hay là những cái giá trị khiến cho chúng ta gắn kết với nhau, tạo ra sức mạnh của dân tộc từ văn hóa và bằng văn hóa. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Dưới ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, phong trào cách mạng ở Việt Nam cũng đến hồi căng thẳng nhất. Một là cái tư tưởng nô dịch nó thấm vào trong nhiều tầng lớp. Hai là thần bí mê tín cũng lan tràn. Rồi phân hóa giai cấp làm nó hình thành ra một cái xã hội mà không quy tụ được cái sức mạnh của dân tộc cho cuộc chiến đấu để giải phóng dân tộc. Điều đó khiến cho có một cái nhu cầu thúc bách là chúng ta cần phải khai phóng, chúng ta cần phải thức tỉnh. Đầu tiên là đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ, và sau đó là của toàn thể nhân dân, về những cái giá trị của dân tộc, về cái tinh thần yêu nước, để từ đó thì hình thành nên sức mạnh của dân tộc chúng ta. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội rối ren, tăm tối mà người ta vẫn gọi là đêm trước cách mạng của Việt Nam, sự ra đời của bản đề cương văn hóa năm 1943 của Đảng ta do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo như một ngọn đuốc bừng sáng lên giữa đêm trường tăm tối ấy, dẫn lối, soi đường cho quốc dân, đồng bào đi đến cách mạng thắng lợi. Nếu đề cương văn hóa không ra đời được thì lúc đó cái ý thức về dân tộc, cái lòng tự trọng của dân tộc
cái khát khao về về độc lập tự do sẽ không có. Đáng ra thì như mọi người khác thì sẽ nói rằng là bây giờ phải chuẩn bị chiến đấu, vũ khí sẽ mở đường cho chúng ta đi tới chiến thắng. Nhưng không, Hồ Chí Minh lại nói rằng văn hóa soi đường của kiến thi, chứ không phải là vũ khí soi đường nó chuẩn bị cho chúng ta chiến thắng. Trước hết là văn hóa cái đã, trước hết là con người cái đã, trước hết là tâm hồn của con người nó như thế nào. Nếu như tâm hồn nó tốt đẹp thì con người sẽ làm ra chiến thắng. Đề cương văn hóa tôi nghĩ đó là một cái thành quả vĩ đại. Trong lúc đang đánh nhau, trong lúc đang đó tập trung làm lo độc lập dân tộc, nó cướp chính quyền, lấy chính quyền, mà đang nghĩ đến văn hóa. Bởi vì không nghĩ đến văn hóa thì tất cả những cái sau này chúng ta làm đều khó thành công. Đề cập tới ba nguyên tắc xuyên suốt bản đề cương là dân tộc, khoa học, đại chúng, những quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong văn kiện quan trọng này đã tạo ra một luồng sinh khí mới, thống nhất về tư tưởng, tập hợp và khơi dậy trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy vai trò của những chiến sĩ văn hóa, tham gia chiến đấu hăng say trên mặt trận tư tưởng, góp phần lan tỏa khẩu hiệu văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa của Đảng sâu rộng vào trong quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần làm nên mọi chiến thắng của đất nước sau này. Vũ khí cần thiết, lương thực cần thiết để tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng, nhưng cái vũ khí quan trọng nhất đó là chính tinh thần của con người. Khi ý thức về tự do độc lập của con người, ý thức về một dân tộc, chủ quyền một dân tộc là quan trọng nhất, và những điều đó chỉ có văn hóa mới có thể làm nên được. Và ngay khi nhà nước Việt Nam độc lập vừa ra đời, Đảng ta lại tiếp tục kiên định với chiến lược ưu tiên là văn hóa của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Người cũng khẳng định, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến dịch diệt giặc dốt nhanh chóng được tiến hành trong toàn dân bằng phong trào bình dân học vụ. Đó được coi là bước khởi đầu cho việc nâng cao trình độ văn hóa của quốc dân đồng bào. Để rồi, khi đạt đến một trình độ văn hóa nhất định, việc cả thế hệ thanh niên hăng hái, xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu, đó là lúc văn hóa Việt Nam đạt được giá trị thượng tầng tinh túy của mình. Vì và có văn hóa là có đạo đức, mà có đạo đức thì có niềm tin. Tại sao mà bộ đội chúng ta lại chiến đấu đến cùng? Là vì có niềm tin, tin vào đồng đội, tin vào cấp trên của mình, tin vào người chỉ huy của mình, và tin vào sự nghiệp của Đảng. Và tin cuối cùng đó là cái niềm tin chính nghĩa. Thì cho nên văn hóa là chính cái đó. Sức mạnh của văn hóa đã biến thành một sức mạnh của toàn dân tộc, cùng với sức mạnh về quân sự, ngoại giao, chúng ta đã chiến thắng các đế quốc. Khi những lời ca và giai điệu này vang lên, những cảm xúc đặc biệt và phản ứng tự nhiên trong mỗi người dân đất Việt chính là lời giải thích rõ ràng và thuyết phục nhất cho sự thật rằng văn hóa có sức mạnh thần kỳ của riêng mình. Sức mạnh đó không sát thương như vũ khí, không áp đảo bằng quân số, nhưng có thể hiệu triệu tinh thần cả một thế hệ. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc, nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Và có người có thể nói là vì một bài thơ mà họ lên đường chiến đấu. Có người khác thì nói là vì một bản nhạc mà tôi lên đường chiến đấu. Đó bởi vì những cái xúc động đó nó không lặp lại ở đâu khác. Nó là một sự chuyện giao nội tâm của người sáng tác đến người thưởng thức. Và
Tôi cho rằng đó là cái sức mạnh diệu kỳ của văn hóa, của văn học. Và dù sức mạnh diệu kỳ đó có thể không nhìn thấy bằng mắt hay sờ thấy bằng tay, sức mạnh đó cũng chẳng cần tỏ mặt, đặt tên. Nhưng từ ngàn đời nay, văn hóa vẫn luôn ở đó, trong mọi ngóc ngách đời sống của con người, trở thành ánh sáng chỉ lối, soi đường cho nhân dân Việt Nam đến với mọi mục tiêu thắng lợi. Nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hóa vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Nhưng khi mục tiêu đó đạt rồi thì là không còn mục tiêu chung nữa, thì mỗi người, mỗi gia đình, mỗi nhóm có cái mục tiêu riêng của mình. Thành ra là chúng ta chỉ có là yêu nước khi có chiến tranh, chứ còn khi gọi hòa bình thì chúng ta yêu bản thân mình, yêu gia đình mình, yêu cái tập thể nhỏ bé của mình. Và cái điều đó nó khiến cho cái văn hóa phát triển của chúng ta nó rất yếu. Rất nhiều người nghĩ rằng là văn hóa thì nó thường đồng nghĩa với cờ đèn kèn trống, là những cái thứ mà có thể là có cũng được, không có cũng được. Chính vì suy nghĩ đó, tôi thấy rằng là trong một thời gian tương đối dài, tình trạng chung là văn hóa thường tương đối bị xem thường, vị thế văn hóa rất thấp. Nằm êm đềm bên bờ sông Đuống, làng Đông Hồ từ ngàn đời nay đã sống trong tiềm thức của người dân Việt Nam bằng những bức tranh dân gian đậm màu dân tộc. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất của nghề, gần như cả làng đêm ngày làm tranh, trên bến dưới thuyền, chợ tranh nhộn nhịp. Thế nhưng hôm nay, phong tục ấy gần như không còn, nghề tranh cũng mai một dần. Cả làng chỉ còn có 3 hộ theo nghề, hầu hết người dân chuyển sang làm vàng mã. Ngày giờ làm tranh dân gian là làm nhiều giờ không thể bán được, không nuôi sống được cuộc sống, cho nên bây giờ con người ta vẫn là nuôi cuộc sống là chính. Vật chất quyết định tinh thần, vì vậy mọi cái giá trị văn hóa phải phục vụ cho đời sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người, bao gồm cả hạnh phúc là vật chất và hạnh phúc tinh thần. Văn hóa nó là cả một cái quá trình tiếp biến, nó thay đổi qua thời gian, chứ không phải là nó cố định, nó nguyên vẹn như khi nó bắt đầu được sinh ra. Chính vì thế nên chúng ta phải chấp nhận cái sự thay đổi của văn hóa. Thời thế thay đổi, giai đoạn rực rỡ nhất của nghề tranh dân gian Đông Hồ đã lui vào dĩ vãng và sẽ rất khó để có lại được sự phát triển hưng thịnh như đã từng. Một nét văn hóa đẹp mấp mé trước nguy cơ bị xóa sổ, giống như biết bao nét văn hóa cổ truyền trên đất nước này cũng đang đứng trước những thách thức biến thiên của thời cuộc. Mình để quá lâu không bàn về văn hóa, có lẽ do mình lo mình vật vã với cuộc sống hàng ngày. Và đúng là khi mà thiếu ăn thì cái đầu tiên phải lo là lo có ăn ạ. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng không phải đến mức thiếu ăn, thì mình phải lo cái cao hơn, đó là ăn văn hóa, ăn tinh hoa, và mình phải làm. Cho nên đừng hy vọng rằng là kỹ thuật rồi những cái tiến bộ khác về mặt vật chất thì nó sẽ làm cho văn hóa tinh thần nó tốt lên. Bây giờ mà không có cái văn hóa thật tốt, đạo đức thật tốt, thì một cơ quan có thể là rất là đẹp đẽ, hay ho, trí thức cả, mà rất là rối nát. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan tâm đến văn hóa là vấn đề chiến lược, vấn đề quốc sách, chứ không phải vấn đề bình thường. Nhất là một dân tộc có truyền thống văn hóa như dân tộc ta. Trong bối cảnh đất nước và thế giới có những thay đổi mạnh mẽ, Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề hệ trọng của quốc gia, cần có những điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2021 đã cho thấy nhận thức của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới đã từng bước được bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện, toàn diện và sâu sắc hơn. Sau năm 1948, đây được xem như một hội nghị riêng hồng về văn hóa,
đưa những đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa chuyển sang một giai đoạn mới. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thì cuộc họp này có thể chậm, nhưng mà tôi nghĩ là rất cần thiết. Nếu kinh tế phát triển mà văn hóa xuống cấp, thì đó cũng là kinh tế gọi là công ty không lành mạnh. Cho nên là nghị quyết lúc này ra rồi tổng kết lại đề cương văn hóa, tôi nghĩ là rõ ràng đã đến lúc chúng ta phải làm đồng bộ hơn, quyết liệt hơn, sâu hơn và phải nói bài bản hơn. Để giải quyết sâu xa mọi vấn đề một cách bài bản, giáo dục được xác định là trọng tâm và ưu tiên hàng đầu. Có một câu nói nổi tiếng rằng, thắng cuộc đua trong giáo dục thì mới thắng cuộc đua trong kinh tế. Và Bác Hồ cũng từng khẳng định, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, ta phải chờ 100 năm, thậm chí là nhiều hơn để giáo dục kết tinh thành tinh hoa văn hóa. Giống như giáo dục không được qua loa, thì để làm nên một thế hệ tinh hoa, văn hóa lại càng không thể vội vàng, hời hợt. Giáo dục là cái hết sức quan trọng. Cái giáo dục đấy bao gồm cả giáo dục ở trường học, giáo dục ở gia đình, giáo dục ở xã hội. Để mỗi người Việt Nam thì phải hiểu được truyền thống của mình, hiểu được văn hóa của mình. Và phải xây dựng được cái niềm tự hào từ khi người ta còn bé, thông qua cái giáo dục để điều đó được nuôi dưỡng dần dần. Tất cả những vĩ nhân của thế giới, tất cả những danh nhân của thế giới đều bắt đầu từ một gia đình văn hóa. Cái nôi, cái nền tảng. Cho nên mình muốn có nhân tài phải lo nhân tài từng gia đình. Mà cái vai trò đó là vai trò của làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Và khi đã giải quyết được vấn đề căn cơ nhất là giáo dục để tạo nên những cá nhân tốt, tạo ra những gia đình tốt, thì tự nhiên những vấn đề đang tắc nghẽn còn lại của văn hóa cũng sẽ được thúc đẩy, biến chuyển nhờ sức mạnh nội sinh sẵn có. Những con người có văn hóa sẽ tạo nên những doanh nghiệp có văn hóa, không chỉ xây dựng một nền kinh tế bền vững mà còn chăm lo được các vấn đề môi trường và an sinh xã hội của quốc gia. Những công chức, hội cả đức lẫn tài sẽ góp cho đất nước những công sở vững mạnh, xây dựng nên một đảng cầm quyền có đạo đức, uy tín, một nền chính trị trong sạch, bền vững. Tất cả những điều đó chắc chắn làm nên một đất nước văn hóa, một đất nước nhân dân hạnh phúc và hùng cường. Đây những cái tốt đẹp nhưng cũng đây những cái khó khăn rắc rối trong con người. Nếu như không có một cái thái độ đúng, một chính sách tốt, không làm ra văn hóa được đâu. Mình bồi đắp được từ những cái nhỏ, từ những cái ứng xử. Đấy, chẳng hạn tôi nói ứng xử người du khách đến, người ta cũng mong muốn một, nghe được một cái lời chào, một nụ cười. Đấy, tôi vẫn hay nói với anh em ở đây này, mỗi người phải là một đại sứ văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh mềm và với cách tổ chức thực hiện, văn hóa đã trở thành động lực, nền tảng tinh thần để giúp cho đất nước của chúng ta phát triển nhanh và bền vững. Trở lại câu chuyện của làng tranh Đông Hồ, nghề tranh hiện vẫn chỉ có 3 gia đình còn làm. Song ít ỏi mới là tinh hoa, đó là cách văn hóa sống. Bởi đời sống của văn hóa không phải chấm dứt vào lúc nó không còn được ứng dụng hay sử dụng về mặt vật thể. Nó sẽ chỉ thực sự biến mất khi giá trị tinh thần, phi vật thể của chính nó bị con người, chủ thể của văn hóa lãng quên. Bởi vì hơn cả việc tồn tại được bao lâu, mà quan trọng là văn hóa đó đang sống như thế nào. Nghề của mình nó không phát triển thì tôi phải chuyển đổi làm thêm những cái nghề làm bằng mã để lấy cái nghề đấy để nuôi sống cái nghề của mình. Nghề làm tranh thì rõ ràng nó là một cái nghệ thuật, chứ còn cái nghề làm mã thì nó chỉ là cuộc sống. Mọi người làm bằng mã ở đây tin rằng là nghề tranh không bao giờ mất đi.
tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện xây một khu trưng bày tranh dân gian Đông Hồ nhằm quảng bá, giữ gìn cái nghề tranh dân gian Đông Hồ được lâu dài đến các thế hệ mai sau. Từ khi tôi ngồi trên giảng đường đại học thì bản thân mình đã muốn phát huy cái nghề tranh này một cách rộng mở hơn để tiếp xúc được với nhiều người hơn, nhiều khách hơn, mở rộng thêm những cái mối quan hệ để cho mình có thêm được những cái nguồn đầu ra mới cho sản phẩm. Văn hóa ăn sâu, bám rễ trong mỗi con người, mỗi gia đình sẽ làm nên một dân tộc giàu bản sắc, giàu lòng tự tôn, giàu tinh thần cống hiến. Đó cũng chính là lý do để trong khát vọng xây dựng, phát triển một Việt Nam giàu mạnh, vững bền, vấn đề căn cơ được xác định bắt đầu từ văn hóa, trước cả kinh tế, chính trị hay bất kỳ điều gì khác. Tôi tin rằng với một đất nước, dân tộc trọng văn hiến, trọng hiện tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân đoàn kết cần cù sáng tạo, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với nhân dân, với đảng, với tổ quốc và tương lai của dân tộc, cùng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Có một danh nhân đã nói rằng văn hóa chính là cái còn lạc khi người ta quên hết, chính là cái còn thiếu khi người ta đã học đủ cả. Văn hóa nhỏ bé, thân thuộc nhưng cũng tinh túy, thượng tầng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Một quốc gia trọng văn hiến dựa trên nền pháp quyền nhân nghĩa, một nhà nước mà từ đường lối chủ trương đối nội đến chính sách đối ngoại đều đề cao bản lĩnh văn hóa Việt, sẽ làm nên một đất nước Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, giàu mạnh và hùng cường.